Rồi như vậy hôm nay chúng ta sang chủ đề thứ năm, bài ca lao động. Với bài ca lao động thì ở tiết 22 chúng ta sẽ học thưởng thức âm nhạc, tìm hiểu về nghệ nhân Hà Thị Cầu. Sau đó chúng ta sẽ nghe nhạc, nghe chiếc đoạn sẩm thập âm. Đây là hình ảnh nghệ nhân Hà Thị Cầu. Đầu tiên thưởng thức âm nhạc, chúng ta tìm hiểu về nghệ nhân Hà Thị Cầu. Tiểu sử: nghệ nhân Hà Thị Cầu sinh năm 1928 và mất năm 2013, quê quán ở huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Sinh trưởng trong một gia đình có ba đời hát sẩm. Cuộc đời và sự nghiệp của bà. Năm 1977, sau ngày Việt Nam thống nhất, bà đã viết bài Theo Đảng Chọn Đời. Sau đó, bà được tham dự nhiều hội diễn văn nghệ quần chúng toàn quốc, đạt được nhiều huy chương vàng và giải thưởng đặc biệt. Năm 1981 và năm 1982, bà đã được Nhạc viện Hà Nội mời tham gia phụ trách chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 5. Bà đã nhận được bằng khen năm 1998 của Đài Tiếng Nói Việt Nam và giải đặc biệt nghệ nhân hát chèo tỉnh Ninh Bình trong liên hoan chức đoạn tuồng chèo hay toàn quốc. Năm 2003, bà Hà Thị Năm, tức là nghệ nhân Hà Thị Cầu, đã được nhà nước Việt Nam trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú trong lĩnh vực hát sẩm. Những làn điệu sẩm cùng giọng hát của bà là những di sản quý giá còn sót lại của nghệ thuật hát sẩm và đã được Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam tổ chức trao tặng danh hiệu nghệ nhân dân gian vào ngày 25 tháng 12 năm 2004. Năm 2008, nghệ nhân Hà Thị Cầu đã nhận được giải thưởng Đào Tấn. Đó là giải thưởng dành cho những người đóng góp trong việc gìn giữ vốn quý nghệ thuật dân tộc. Mặc dù những giải thưởng và danh hiệu có nhiều, nhưng cuộc sống của bà vẫn vô cùng khổ cực. Đến cuối đời, bà vẫn chưa một ngày thoát khỏi cảnh nghèo đó, nghèo khó, và gia đình bà Cầu luôn thuộc diện những hộ dân nghèo nhất xã Yên Phong. Bây giờ chúng ta nói sơ qua về hát sẩm, cách hát. Cách hát của bà thì nói chung, cách hát của bà đậm yếu tố vang, rền, luyến lấy của ca hát dân gian, tạo nên một vẻ đẹp không thể trộn lẫn mang tên Hà Thị Cầu. Bà có những giải thưởng như năm 2004, bà đã được trao tặng danh hiệu nghệ nhân dân gian, huy chương vì sự nghiệp văn nghệ dân gian Việt Nam, danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Và sau đây chúng ta nghe nhạc, nghe chiếc đoạn sẩm thập âm. Thằng mấy khi chân yếu tay mềm, đàn cơm có giả sữa, kẻo khuyên mẹ cha nuôi mấy con tươi
Vậy thì bây giờ nói cái câu rằng là bỏ công lội suối trèo luôn, vậy thì các anh các chị giảm cái tiếng nghe tí. Bỏ công lội suối trèo luôn tức là mất bao nhiêu công yêu nhau mới đẻ được ra được con. Vậy mà không trách gọi gì là điền. Bỏ mấy công lội suối trèo luôn, cha thì tu nhân mẹ đòi tích mít đã cho con sau cha dòng mẹ ơn dạy đàn phép là người mẹ cái con giữ đạo hiếu tất cả thương cha mẹ ân tận gia con mặc lòng ai phải đạo làm con nói đến thời thương thạc mấy ân là nói đến thời thương lặng nghe tôi kể và tròn cúc nuôi một con ơi cái mẹ mới có thai âm dương thì nhị khí nào ai biết về nơi trong lòng con ơi mẹ chịu sầu riêng mẹ chịu sầu gì mẹ ăn đòi một cây nắng ra mẹ trời heo ăn bỏ cơm ăn không biết miệng ngon lòng mẹ đắng cay mẹ chua xót về con đêm ngày sang đến nay em không trả thì ngại mẹ biết bao tay thôi không đánh chung đợi chứ gì rồi. Người cảm nhiệm gì? Cô muốn làm gì là? Vâng. Cô muốn làm cái gì? Cô làm. Hai chén rượu vừa rồi muốn làm gì là? Đâu. Hai chén rồi. Đó. Đừng nói vậy. Xin tôi. Ngồi đây có tin tội. Nhưng mà tí thôi. Rồi. Nói. Lấy đùa rồi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Lấy trong kia nó có cái lần tiếp theo. Rồi chúng ta vừa mới coi xong một đoạn cái nhạc của Sẩm Thập Âm của bà nghệ nhân Nguyễn Hà Thị Cầu biểu diễn trong lần. Giờ tiếp theo, sau khi nghe xong đoạn trích trên, em có cảm nhận gì về nội dung? Những nhạc cụ nào được sử dụng trong bài sẩm? Nội dung thì nói lên sự gian nan vất vả, công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ và nhắc nhở con cái không được quên ơn cha mẹ. Nhạc cụ được sử dụng trong đoạn video đó là đàn nhị, nhưng hay thì ta còn gọi là đàn cò, sinh và phát, chống. Nghệ nhân Hà Thị Cầu được xem là nghệ nhân hát sẩm cuối cùng của thế kỷ thứ 20 và từng được mệnh danh là báu vật nhân văn sống.
em hãy nên suy nghĩ về việc bảo vệ di sản văn hóa dân tộc. Về nhà chúng ta nghe thêm các đoạn trích khác của nghệ nhân Hà Thị Cầu, đặc biệt là những bài bà mới bà tự sáng tác. Sưu tầm thêm một số bài hát sẩm khác của các nghệ nhân khác nha. Chuẩn bị bài cho tiếp sau.